trong bệnh viện. Như con nghiện đó là một nữ sinh, biết ăn chơi, biết cách sống thể hiện, nhưng cô ta không hề biết cách giữ mình. Khi bạn trai nói gì cũng có lý, cô mất lý trí chỉ biết ngồi lắng nghe. Để 20 tuổi trong tay chả có gì, nhưng cô mang trong bụng lại là một đứa bé. Bước tới nơi đó cô ta không ngần ngại, cô đâu biết điều sắp làm là quá sai. Dù có phân vân nhưng cô không dừng lại, quyết định cuối cùng vẫn là phải phá thai. Để rồi lúc âm dương mở cái câu nói, trung tâm phá thai gần chợ đầu mối. Lộc có tiếng chân bước vào là thần chết đến đón một linh hồn bị cuộc đời từ chối. Họ không cho phép nó được tồn tại vì có quán than vang cả bầu trời. Con xin thượng đế giữ linh hồn lại, đừng bỏ con vì con muốn chào đời. Con muốn được sống, muốn được sinh ra, muốn được khôn lớn bên mẹ bên cha, muốn được ông bà đặt cho tên. Và mẹ ơi đừng bỏ lại con ở đây mà.